Xin chào các bạn đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua full carbon, một thương hiệu xe của Chopit mang model Milan, một dòng xe mà các bác cũng rất là quen thuộc ở kênh của em. Và cái màu hôm nay em về là màu trắng sữa pha với cả xám tàn thuốc. Đấy, cái màu mà được các bác rất là ưa chuộng, cái màu này cực kỳ là đẹp. Chiếc xe full carbon được chạy bộ chuyển động full group Shimano 105. Từ đùi đạp đến bộ đề, hai bộ đề và cặp phanh ba mạch full 105. Toàn bộ phần khung của chiếc xe thì như các bác đã thấy trên hình, full carbon hết toàn phần. Từ khung đến cặp phanh cao bản, cặp phanh Super Team, cặp phanh này cũng rất là xịn. Các bác có thể kiểm tra thêm thông tin trên Google cặp phanh Super Team này. Họ có cái giá bán tại nước ngoài cũng rơi vào khoảng hơn 500 đô, tính là tiền Việt nó cũng phải hơn 10 triệu đồng một cặp vành. Đấy là mua mới. Còn đây này em chỉ bán hàng bãi thôi. Đó, chiếc xe tập thể cực kỳ đẹp, màu sơn bê đan bi vòng, bê đan rất xịn. Sử dụng bộ líp 10 tầng cộng với cả là 2 tầng đĩa cho xe có 20 tốc độ khác nhau. Máy ơ cũng là máy ơ carbon luôn các bác nhé, bị vòng cuối lỗ. Có tay lắc 105 này. Cái đồ 105 này thì như các bác chơi xe lâu năm thì cũng tự đánh giá được. Nó cũng là cái phân khúc cận cao cấp của dòng xe đua 105, rất là cao cấp. Giám sát vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ Sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, khóa cọc yên tới tâm củ phốt 50 cm. Thì xe phù hợp cho bác đi từ khoảng 1m64-65 đến khoảng 1m74-75 đi phù hợp. Em bị 10 lít và 2 đĩa, bộ chuyển động 1.5, 20 tốc độ, chuyển động rất là mượt mà. Và thì cái giá bán của chiếc xe bên em đang bán chiếc xe với mức giá chỉ có là 25.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 70 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.